Hello, xin chào anh em đã quay trở lại kênh Alimechine. Trong tập 186 của Đấu Đế Đại Lục, Hầu Vương cũng kể với Tiêu Viêm, đời cô quân đội càng ngày càng yếu, bởi tiên nguyên khí khoảng vạn năm trước tự nhiên biến mất dưới đáy biển. Chuyển sang tập 187 của Đấu Đế Đại Lục, Hầu Vương đang sợ thằng Bắc Thiên Nứt được người khác phá được phong ấn sẽ hủy diệt nơi này. Tất nhiên Tiêu Viêm cho rằng hai thằng Vạn Ma Điện đang chạy xuống đáy biển chưa chắc thành công, bởi càng xuống sâu nhiệt độ càng nóng. Hầu Vương quyết định lần này sẽ đi xuống đáy biển phong ấn lại phong ấn. Nhưng Tiêu Viêm tin Hầu Vương không thể xuống được đáy biển. Với trình độ đấu tiên 7 sao đỉnh phong hay 8 sao sơ kỳ, Tiêu Viêm xin được đi thay. Do đó Hầu Vương đưa cho Tiêu Viêm một viên 6 minh huyền không ấn. Tổng cộng có 8 viên được sửa chữa phong ấn. Đây là viên cuối cùng. Hầu Vương cho Tiêu Viêm một con cá Hắc Ngư Vương di chuyển cho nhanh. Long Y đã phải dùng huyết mạch áp chế con Hắc Ngư Vương. Tiêu Viêm cho toàn bộ mọi người ở tảng đá này đợi hắn. Hắn đã cưỡi con cá lặn xuống đáy. Ở đây có một đóa hoa sen siêu to khổng lồ. Tiêu Viêm nhảy xuống trên lưng con cá di chuyển đến. Hắn đã phải dùng hơn 10 viên thuốc tỳ hỏa kim đan bảo vệ cơ thể, khiến Tiêu Viêm mới không bị nướng cháy. Tiêu Viêm đã đi đến một quảng trường trên đóa hoa. Bác Thiên Đất đang ngồi câu cá xuất hiện chào Tiêu Viêm. Tiêu Viêm lấy viên thuốc 6 minh huyền không ấn, nhưng quên không hỏi cách sử dụng. Cũng may Tiêu Viêm nhìn trên cái cây có 8 viên thuốc 6 minh huyền không đan. Tiêu Viêm chỉ cần đặt viên thứ 9 là được. Ông già nói chuyện với Tiêu Viêm có biết câu cá không? Dĩ nhiên Tiêu Viêm 3 đời bắt cá hai tay, chứ chưa bao giờ dùng cần câu cá. Tiêu Viêm đánh giá ông già trước mặt không giống người bị phong ấn, mà giống đi tù nghỉ dân. Bác Thiên Đất cũng đồng ý với Tiêu Viêm ở đây chủ yếu là ở ấn. Giam ba cái phong ấn làm gì? Ngoài ra chuyện Bắc Thiên Đất không hề giết người đời trước của bộ tộc Hải Giao. Ông đã gác chân gác tay làm người lương thiện từ lâu rồi. Còn thân phận và ma điện không quan tâm. Tiêu Viêm có thể rời khỏi nơi này hoặc ngồi câu cá với ông. Tuy nhiên Tiêu Viêm nhận xét khe núi này không có cá. Chả có một thời gian Tiêu Viêm nghe giảng đạo cũng hiểu ra một số vấn đề. Bắc Thiên Đất dùng tay hút hai người và ma điện ngã xuống quảng trường. Trong đó là một thằng huyết tư đang cầm xì ma lệnh. Do đó Bắc Thiên Đất cho Tiêu Viêm có thể chôn hai thằng huyết tư. Và chuyện Tiêu Viêm đến đây chủ yếu là lấy hỏa diễm chi tâm, nên Tiêu Viêm đã vác cây bát hoang huyền trong xích đào lỗ chôn hai người huyết tư. Vì vậy Bắc Thiên Đất đã mang Tiêu Viêm đi vào rừng đến một ngôi nhà ngồi uống nước chè. Bắc Thiên Đất hay tên gọi khác là Bắc Thiên Liệt kể về quá khứ là chủ nhân của bạch diễm chi tâm, nhưng hiện tại là không phải. Sau đó Tiêu Viêm đã uống nước chè đã bị hút vào một không gian hang động. Một ông già đã xuất hiện chào Tiêu Viêm chính là Tôn Thương. Ông già đã đưa hỏa diễm chi tâm này cho Tiêu Viêm để Tiêu Viêm có thể trở về trạng thái ban đầu. Bàn tay Tiêu Viêm đã bị đốt cháy thấy cả xương bởi hỏa tinh. Do đó Tiêu Viêm được ông già giới thiệu về quá khứ của Tiêu Viêm mạnh nhất trong Tam Thiên Giới. Cơ thể Tiêu Viêm đã bị đốt cháy khắp người bị ngất. Một bóng đen đã xuất hiện trước Tiêu Viêm, khiến ông già khẳng định Tiêu Viêm chính là Tôn Thượng 100%. Thì bóng đen tạc đã lấy hỏa tinh nhập vào người Tiêu Viêm, khiến ông già ngã xuống mặt đất phun máu mồm trên chết, và Tiêu Viêm đang ngất. Khi Tiêu Viêm tỉnh lại, Bắc Thiên Đất giải thích Tiêu Viêm uống nước trà rơi vào huyễn cảnh. Tiêu Viêm quan sát hai cái mộ có hai cái cây đang có hai người huyết tư và hồn thiên đế. Bắc Thiên Đất cho Tiêu Viêm có thù với hai người huyết tư đang bị thương nặng, thì có thể ra tay giết. Tất nhiên Tiêu Viêm không giết, do hắn không muốn người đang bị thương mà ra tay. Còn về phần Bắc Thiên Đất sẽ cảm hóa cho hai người hồn thiên đế câu cá. Sau đó Bắc Thiên Đất chủ nhân đời thứ 8 hỏa diễm chi tâm sẽ truyền bạch diễm chi tâm cho Tiêu Viêm đời thứ 9. Và đã xuất hiện 9.999 đóa hoa sen. Chỉ cần Tiêu Viêm hấp thu xong sẽ có được hỏa diễm chi tâm được gọi là tổ hỏa. Bắc Thiên Đất đưa cho Tiêu Viêm một quyển công pháp có 5 ngày sử dụng. Thậm chí theo như Bắc Thiên Đất tính toán, Tiêu Viêm sẽ phải mất 100.000 năm mới có thể hấp thu xong. Tiêu Viêm nghe vậy muốn rời khỏi nơi này. Khi vạn giới tranh bá sắp hết thời gian, hắn còn phải bảo vệ quê hương lẫn mọi người. Nên Bắc Thiên Đất hướng dẫn Tiêu Viêm hiểu được ba chữ lửa viêm diễm trong công pháp, là Tiêu Viêm có thể hấp thu được bạch diễm chi tâm vào trong người phát triển. Tiêu Viêm đã cầm bát hoang huyền trong xích định phang chết hai người hồn thiên đế và huyết tư. Nhưng Bắc Thiên Đất ngăn lại, để ông còn có việc hỏi về vạn ma điên. Vì vậy Tiêu Viêm bắt đầu ngồi xem công pháp của Bắc Thiên Đất, hiểu được ánh sáng chính là lửa. Chuyển đến cảnh của đám người khiêu chiến, họ đang lo lắng cho Tiêu Viêm đã đi hơn 10 ngày chưa trở về. Lân Long Vương đang cho tụt cấp xuống đầu tiên 6 sao để làm quen với cơ thể. Hắn cho mọi người đừng suy nghĩ nữa. Khi Tiêu Viêm cho thời gian cần 3 tháng mới quay trở lại,
Còn cá hắc ngư vương đã bơi từ dưới đáy biển lên báo tin cho đám người Long Ý. Hình ảnh Tiêu Viêm đã xuất hiện thông báo với đám người khiêu chiến là hắn cần một thời gian tu luyện và nói phép Bắc Thiên Liệt hay Bắc Thiên Đất đã chết. Hậu vương đang suy nghĩ về nhiệm vụ Bắc Thiên Liệt đấu thần đã chết. Họ đã được thả tự do. Long Ý dặn con cá hắc ngư vương hãy mang Tiêu Viêm trở về, nên con cá lặn xuống đáy biển đợi Tiêu Viêm. Trở lại chỗ Tiêu Viêm đang ngồi nghiên cứu, Bác Thiên Liệt đã túm vai Tiêu Viêm đi đến dòng suối câu cá. Trong cuộc trò chuyện của hai người, Bác Thiên Liệt nói về cách hấp thu độc bạch diễm chi tâm. Tiêu Viêm phải rửa mắt hết vi khuẩn. Tiêu Viêm mỗi sáng nghe lời Bác Thiên Liệt mở mắt câu cá ở suối. Hắn đã câu được một con cá. Bác Thiên Liệt đã lên tiếng chúc mừng Tiêu Viêm. Con suối này được gọi là vong xuyên bên trong có cá. Tiêu Viêm là người đầu tiên câu được và có khả năng trở thành thần. Sau đó Bác Thiên Liệt cho Tiêu Viêm đi hấp thu 9999 hỏa liên. Tiêu Viêm hãy từ từ hấp thu cảm nhận như câu cá. Bác Thiên Liệt biến mất đi xem hai người hồn thiên đế. Lúc này Tiêu Viêm di chuyển vào một bông sen hỏa liên trong 9999 hỏa liên. Tiêu Viêm đã mở to con mắt của mình hấp thu ánh sáng lửa. Trảm lão truyền âm Tiêu Viêm hãy sử dụng công pháp tử thần hư linh quyết. Nên Tiêu Viêm đã hấp thu thành công một bông sen hỏa liên. Trở lại với Bác Thiên Liệt đang suy nghĩ năm đó hấp thu hỏa liên. Ông đã bị mù mất 1.000 năm, nên đã phải đi câu cá. Trải qua vài ngày sau, Tiêu Viêm đã thu được hơn 10 bông sen hỏa liên. Bác Thiên Liệt vẫn chưa thấy Tiêu Viêm bị mù là thật. Cuối cùng Tiêu Viêm hấp thu xong gần 20 bông sen hỏa liên có thể sử dụng được rượu băng của Bạch Diễm Chi Trùng. Cơ thể Tiêu Viêm đã đột phá lên đấu tiên 6 sao hậu kỳ. Cho đến chỗ cung điện của Hải Giao Bộ Tộc, Hầu Vương hay cùng một số trưởng lão tin Tiêu Viêm đã tìm được hỏa Diễm Chi Tâm. Nên ngay cả Chu Trường An bị thương nhìn ra biển cũng phát hiện xâm chớp. Hắn cũng như ý kiến của Hậu Vương. Kim Thần Đào nói chuyện với Chu Trường An. Tiêu Viêm vì muốn trả thù cho mình nên may mắn có được hỏa diễm chi tâm, chứ Tiêu Viêm không hề chơi bẩn có định lấy một mình. Trở lại chỗ Tiêu Viêm vẫn đang miệt mài hấp thu ánh sáng hỏa liên, thì ở trên cây hai người Huyết Tư và Hồn Thiên Đế đã tỉnh lại. Họ đã chào Bác Thiên Liệt đại sư huynh. Bác Thiên Liệt cho biết người đó đã chết từ lâu rồi. Huyết Tư không tin điều đó. Bác Thiên Liệt đã dẫn Huyết Tư đi đến một cái mộ. Nhưng Huyết Tư cho biết lệnh bài của Bác Thiên Liệt vẫn còn sống. Sau một hồi giải thích, Huyết Tư mới hiểu ra vấn đề ông già trước mặt chính là Bác Thiên Liệt. Nhưng tâm đã chết. Huyết Tư vẫn xin Bác Thiên Liệt chỉ huy Vạn Ma Điện. Bởi Vạn Ma Điện đang được điều hành bởi Nhị Sư Huynh và Tam Sư Huynh. Có tên lần lượt là Thiết Huyết Kỳ và Viêm Đăng. Huyết Tư đưa lệnh bài xin ma lệnh cho Bác Thiên Liệt. Bác Thiên Liệt vẫn lại cho Huyết Tư mà ông sẽ giúp Huyết Tư tăng cấp độ, nhưng Huyết Tư từ chối. Do Điện Chủ Vạn Ma Điện đã giúp hắn có sức mạnh như bây giờ, dù hắn chỉ là trẻ mồ côi, thì Bác Thiên Liệt tiết lộ bí mật của Vạn Ma Điện. Nhưng đứa trẻ mồ côi đều bị Vạn Ma Điện sát hại cha mẹ. Bác Thiên Liệt cho Huyết Tư đi theo ông học câu cá, coi như ông sẽ trả lại những gì cho Vạn Ma Điện lần cuối. Huyết Tư đang định quỳ nhận Bác Thiên Liệt làm sư phụ, nhưng Bác Thiên Liệt không cần.